thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố kết quả dự án thử nghiệm xe buýt điện Evibus sử dụng năng lượng mặt trời trên đảo Cát Bà. Đây là dự án giao thông sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên của cả nước, chạy với tần suất 4 chuyến một ngày. Evibus là một trong 15 dự án phát triển xanh mà thành phố Hải Phòng phối hợp với thành phố Kitakyushu, Nhật Bản hợp tác triển khai, nhằm mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Lợi ích của xe buýt điện là không sử dụng xăng nên không làm phát sinh khí thải có hại. Xe sử dụng năng lượng có thể tái sinh năng lượng mặt trời để phát điện và nạp điện nên không làm phát sinh khí thải CO2. Pin xe có thể được sạc từ hai nguồn là điện mặt trời và điện sinh hoạt để dự phòng những khi thời tiết xấu. Khi pin được sạc đầy, xe có thể chạy liên tục 160 km. Tổng lượng khách Evibus vận chuyển là 50 người. Hiện nay, xe buýt điện EV chưa được áp dụng tại Nhật Bản do chi phí rất cao. Hiện nay, công ty đại diện của Nhật Bản đang phát triển hệ thống xe buýt điện thân thiện với môi trường. Trong thời gian tới, phía công ty Nhật Bản sẽ phối hợp với đối tác Trung Quốc nhân rộng mô hình xe buýt điện EV và có thể triển khai sâu rộng ở nhiều địa phương và nhiều nước trên thế giới. Khi triển khai dự án xe buýt, sẽ góp phần giảm thiểu carbonic. Xe buýt điện sử dụng năng lượng tái sinh rất thân thiện với môi trường, như vậy không phát sinh ra khí thải. Đây sẽ là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong tương lai. Trong năm 2017, Hải Phòng sẽ chạy thử một xe buýt điện với tần suất 4 chuyến một ngày tại hai tuyến đường chính thuộc đảo Cát Bà. Trong năm 2018 sẽ có 10 xe. Đến năm 2020 có 30 xe chạy bằng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng thí điểm. Trong thời gian thí điểm, người sử dụng phương tiện không phải trả tiền. Nằm trong một cái chuỗi các cái dự án thí điểm để phục vụ cho kế hoạch đó thì chúng tôi có 15 dự án phối hợp với thành phố Kitakyushu của Nhật Bản. Thế và vừa qua thì triển khai được một số dự án. Và chúng tôi đánh giá là cái dự án triển khai xe buýt điện ấy là một trong những cái dự án rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tạo các cái điều kiện thuận lợi để triển khai các cái mặt bằng, xây dựng các cái trạm nạp năng lượng và các cái bãi đậu đỗ xe. Và cuối cùng ấy, thì chúng tôi cũng sẽ có cái cơ chế hỗ trợ dự án theo cái quy chế của phía Nhật Bản JCM. Chúng tôi cho rằng cái việc Hải Phòng lựa chọn Cát Bà là cái địa bàn đầu tiên để chúng ta thí điểm cái loại phương tiện này cũng là rất là phù hợp. Nếu như cái dự án này thành công Hải Phòng ấy, thì cái việc mà chúng ta mở rộng để mà triển khai ở những cái địa phương khác, đặc biệt là ở những cái khu vực mà chúng ta định hướng là cái khu vực là giao thông xanh thân thiện, ví dụ ngay cả như trong nội thành của Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái thành phố như là Đà Nẵng hay là khu vực như Phú Quốc chẳng hạn, thì chúng tôi cho rằng đấy là những cái địa bàn rất là phù hợp để chúng ta triển khai cái hệ thống giao thông xanh. Hải Phòng là một trong những thành phố đầu tiên của cả nước đang hướng tới phát triển nền kinh tế theo hướng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, sử dụng năng lượng tái tạo, phấn đấu trở thành thành phố cảng xanh văn minh hiện đại vào năm 2020 theo kết luận 72 của Bộ Chính trị. Ổ gà, ổ voi, thậm chí có điểm tạo thành những hố sâu. Đó là thực trạng chung tại nhiều điểm của tuyến đường tỉnh lộ DT724 và một phần của đường DH1 có chiều dài trên 7 km, đoạn từ trung tâm xã Nông Thôn.